trì mưa nắng ngỡ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đầm nắng quen cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình. Hello mọi người nhé. Nay Vinh lại tiếp tục cùng mọi người tập đàn. Và Vinh thì được một số anh em nói là chia sẻ chơi cái bài Tình ta biển bạc đồng xanh, cái tông của anh Thơ Trọng Tấn. Nhưng mà anh Thơ Trọng Tấn thì Vinh hát không được, nó hơi cao. Anh Thơ Trọng Tấn thì hát son thứ, Vinh thì hát được ở mi thứ thôi. Cho nên Vinh chơi mi thứ là cái tông của ca sĩ Thu Hiền và Trung Đức. Đó, mọi người có thể nghe, cứ nghe nhiều lần cái bài mà ca sĩ mọi người muốn nghe á, thì xong thì khi mọi người trình bày cái bài đấy thì nó sẽ bị nhiễm cái tông của cái ca sĩ đấy. Vì chúng ta nghe nhiều, cái lỗ tai chúng ta cảm nhận được nó, rồi cái giọng chúng ta phát ra để cho nó phù hợp với cái nhạc lệ thì nó sẽ ngay cái tông đấy. Và cái bài này thì dễ thôi, chơi cái điệu vang. Đó, Vinh thì hát không hay lắm cho nên cũng ngại hát, nhưng mà cụ thể nó như này. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, trì mưa nắng ngỡ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đầm nắng quen cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình. Từng nay ta đổ gió trước nó đầm nhịp. Và cái bài này là nhịp 3-4 cho nên là chúng ta chơi cái điệu vang cho nó phù hợp và nó vui tươi, đúng chưa? Này. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Mọi người nhớ nha, những cái này là phách, phách chủ, nó phách số 1, phách mạnh. Bùm chát chát, bùm chát chát, bùm chát chát. Này. Chat.
đúng chưa? Thì mọi người đập nhanh đập chậm tùy mọi người thôi. Và khi chúng ta hát thì thế nào? Bài này nhá, riêng cái bài này nhá. Thuyền anh ra khơi phi chân mây ưng hầm. Thuyền anh ra khơi. Đó, mọi người nhớ xem những cái chữ mà Vĩnh đọc nó vào đây nó có trùng với cả cái việc cái hợp âm ở trong cái lời không nhá. Đó, mọi người phải như thế. Xong thì khi mọi người đây thì chuyển hợp âm nó mới đúng thời điểm là đúng chưa? Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngài trì mưa nắng ngỡ hò trên đoàn thuyền. Đó là ví dụ như thế. Đúng chưa? Anh em đọc trước xem nó trúng không nha. Khổ hai đi. Ruộng đồng hăng say em, ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngài trì mưa nắng ngỡ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sáng. Tất cả những cái chữ mà Vĩnh đọc vào đây là nó là cái phách số 1, phách mạnh của một cái ô nhịp. Thì anh em tập luyện như thế, lúc đầu thì hát chậm, đập chậm để cảm nhận nó. Sau khi thấy ok rồi, đập chân, đập tay trùng nhau rồi thì mọi người đệm vào đây. Đừng quan tâm tới cái tiếng đàn đúng hay sai đúng chưa? Không bấm hợp âm vội. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng ngỡ hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô, anh nhớ đồng nàng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Hỏi mà chi sao em cứ bồng đùa. Đó, cứ ví dụ như thế. Và khi mọi người chân với cả tay nó ok rồi thì cái tay này, cái việc thời điểm chuyển hợp âm của mọi người là nó chỉ nhanh hay chậm thôi, vì tay chúng ta bấm chuẩn hay không. Nhưng nó lại cần luyện tập nhiều cái tay này hàng ngày. Qua những hợp âm đấy thì mọi người khi mọi người chuyển nó sẽ dễ dàng chứ nó không khó khăn. Và anh em nào muốn tỉa lốt cái bài này trên tông mi thứ thì nó cũng dễ thôi, nó không khó nhỉ. Trên cái tông mi thứ thì như Vĩnh có chia sẻ đấy, nếu mà nó xuất hiện nốt pha thì mọi người bấm pha thăng nhá, chỉ có vậy thôi. Còn những cái nốt kia thì nó dễ mà đúng nhỉ. La si mi 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 do si do si si ưng hồng. Thứ này
nhiều, rồi cái lỗ tai của chúng ta như Vĩnh nói đó, quen rồi, giả sử như cái âm dài mi thứ thì trong đấy nó có nốt này mi này, dễ nhất cái first position của pentatonic đó, thì trong cái âm dài mi thứ nó có những cái nốt đấy rồi, mi này, fa này, son này, đúng không? Mi, son, la, si, dài mi thứ nha. Còn đầy đủ thì nó sẽ fa. Fa là fa thẳng. Nắng